cố tình nó nhào xong rồi. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn. Người ta rồi kìa. Anh đụng trúng người ta rồi kìa. Nhìn thế này như thế người ta quá vất vả, mà bây giờ mà nhân lực người ta thiếu như thế, mà bây giờ không tham gia thì rất là ái náy. Đấy, thế thì từ đấy thì cũng đã thống chế cả gia đình, các con và chồng và các con, đấy, và mẹ già và các em cũng đã thống chế cả gia đình nhất trí là để cho bản thân tôi ra tham gia. Bác sĩ Nguyễn Thị về toàn người 7, 7, 5, 9, 8, 6, 5.